Xin kính chào các quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu thạch anh trắng nhiễm vàng rất chi là đẹp. Đây là tổng thể của viên đá quý vị nha. Đây là mặt sau này, là nền đá gốc của viên này. Đã được bóc tách ra các tinh thể đẹp nhất. Một mẫu thạch anh rất là đẹp. Mẫu này có chiều cao của đá là 14 cm và bề ngang này nó là 13 cm, kích thước là 14 x 13, khối lượng của đá nặng là 1,2 kg. Và hiện cái mẫu này thì tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 350.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099, quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng chuẩn thạch anh thiên nhiên tự nhiên. Nếu mà quý vị nào phát hiện không phải là hàng chuẩn, hàng thiên nhiên tự nhiên, hoặc hàng đã qua xử lý, qua cắt gọt mài rũa, thì tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên thì khi đó quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Quý vị nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ up lên các video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.